Mùa ăn xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay có một chiếc xe Kia xe tốt phiên bản máy 1.4 Premium sản xuất là 2022 Lăn bánh với quãng đường là 3.000 km Xe đăng ký tên tư nhân, biển tỉnh Cực kỳ đẹp, có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu kem Anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu về mẫu xe Kia xe tốt Thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình Hoặc qua trực tiếp cửa hàng là Dương Vĩnh Auto Địa chỉ đơn vị là số 18 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội sẽ luôn cam kết cho khách hàng là xe không đâm va, không gặp nước, bao trách test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang qua hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra, sai cam kết đơn vị nhận lại xe, hoàn lại tiền cho anh chị và các bạn. Đơn vị thì luôn khuyến khích khách hàng mang xe để kiểm tra vì chất lượng đầu vào, đơn vị đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Tổng quan về chiếc xe này thì bác chủ bác cũng đã lên một số đồ chơi option như là hệ thống màn hình Cam360 cùng với một số tiện ích khác ở bên trong chiếc xe thì anh chị hãy cùng em đi tham quan đánh giá về chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay lúc này. ở phần đầu xe thì nổi bật với những chi tiết hệ thống đèn dạng led rồi là mặt nới tản nhiệt hình mũi hồ cùng với những viền mạ chrome tạo lên cái điểm nhấn khi nhìn vào đầu xe. những chi tiết hệ thống đèn chiếu sáng đèn sương mù được dạng led có xếp bóng xếp tầng với nhau. những chi tiết để tạo lên cái điểm nhấn chỗ co một chiếc xe gầm cao 5 chỗ đô thị rất là phù hợp cho anh chị và các bạn nào đang chọn lựa một chiếc xe nó với cái khối động cơ nó vừa phải tiết kiệm nhiên liệu những chi tiết đường LED của chiếc xe thì em mời anh chị và các bạn có thể tham quan qua tổng quan chi tiết về mẫu xe này những chi tiết rất là đẹp và hoàn hảo từ những hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và có hệ thống uh, cam tích hợp ở trên phần gương tay nắm cửa mở cửa thông minh cánh lái và cánh phụ ở phần đuôi xe thì anh chị bạn có thể thấy qua những chi tiết tạo hình về cản sau cũng như là hệ thống đèn tính năng an toàn là có những trang bị như là hệ thống cảm biến cam lùi đầy đủ xe thì rất mới ạ chủ xe mới lăn bánh quãng đường chỉ có hơn ba km thôi anh chị ạ một chiếc xe không khác gì xe đánh từ hãng ra những chi tiết vẫn còn mới nguyên từ những phần lót cốp cũng như là cái hệ thống keo chỉ đinh tán này mọi chi tiết đều còn zin nguyên bản những chi tiết tổng quan chiếc xe thì em sẽ quay kỹ rõ để anh chị và các bạn có thể tham quan à, với những chiếc xe cũ lướt như này thì các bác có rất nhiều câu hỏi tại sao chủ xe mới như vậy chủ xe đã bán rồi thì cái này rất là nhiều vấn đề nhưng mà cái chất xe em đang giới thiệu cho anh chị các bạn đây là mọi chi tiết đều còn trong tình trạng là nguyên bản không cũng đề cập đến vấn đề mà là tại sao vì sao anh chị và các bạn hãy thực tế qua trực tiếp cửa hàng để, để cảm nhận cùng em nhé tổng quan chi tiết thông tin pháp lý của chiếc xe thì em luôn minh bạch để các bác có thể nắm rõ thông tin. Và đây là em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết về phần nội thất của chiếc xe với không gian ghế ngồi, hệ thống ghế da màu kem với những chi tiết điểm nhấn như là cửa sổ trời, cửa gió điều hòa, trung tâm chính giữa, bệ tỉ tay. Đây là chất lượng ghế ngồi của hàng ghế thứ hai anh chị này, với ba tự đầu và những viền chỉ đỏ tạo những cái điểm sắc nét khi bước vào nội thất của chiếc xe những đường led của nó rất là đẹp và hoàn hảo anh chị ạ từ những phần tạo hình ở bên cánh cửa và những phần tap rồi là những phần ốc bản lề ốc cánh cửa keo chỉ đinh tán đều còn nguyên zin hệ thống cầm bệ của chiếc xe anh chị bạn có thể tham quan và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan đến chi tiết về phần khoang lái của chiếc xe với những phần chi tiết như hệ thống cánh cửa bọc ra rồi những các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương Đấy, những chi tiết để anh chị bạn có thể thấy qua nó rất là đẹp và hoàn hảo từ những cái phần ốc bản lề ông cánh cửa này và những cái phần chi tiết uh, nhựa giả da Đấy, tạo lên cái những cái uh, đường led để anh chị bạn có thể thấy cuốn hút hơn và đây là những cái chi tiết hệ thống ghế lái chỉnh điện vinam sản xuất của chiếc xe anh chị có thể xem ở đây để biết được làm sản xuất của chiếc xe anh chị ạ Đấy, mọi đường led nó vẫn còn mới nguyên như trong hãng ra em quay tổng quan chi tiết cụ thể anh chị bạn thấy, thấy. với phần vô lăng của chiếc xe điều đặc biệt là nó có tạo hình đê cắt rất giống những mẫu xe thể thao của Mac và đây là phía sau thì nó có cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và một cái màn hình điện tử màn hình đã được lên màn hình Android rồi anh chị ạ Đấy, chi tiết phím bấm nhiều chi tiết ly lông còn chưa bóc hết anh chị ạ. Và có cái hay nữa, chiếc xe đô thị này nó có chế độ làm mát ghế, một chi tiết đáng tiền nhất trong phân khúc. Cũng như là hệ thống chế độ lái để anh chị bạn có thể lựa chọn cảm giác lái theo cái công bậc cảm xúc của mình. Những chi tiết điểm nhấn các bạn có thể thấy là nó có nhiều thiết kế mới cũng như là nhiều cái tạo hình để anh chị bạn xem nó lôi cuốn hơn. Đáng để anh chị và các bạn lựa chọn tính năng công nghệ cũng như là tiện nghi và đây là những cái chi tiết về hệ thống ốc rằng đầu cũng như là ốc à, lắp cabo và những phần ốc bặt máy, ốc chân máy. Những chi tiết này em sẽ quay rõ để anh chị bạn thấy, không khác gì xe mới đâu ạ. Với những chiếc xe này thì khi mua về thì anh chịu. các bác nào mà có mà có bảo tua thì không phải đâu ạ, không tua được đâu ạ. Vì khi có chế độ lịch sử bảo dưỡng bảo hành ở hãng, nếu mà tua thì nó sẽ mất các chế độ bảo hành của hãng của hãng đem ra không ai dám tua đâu anh chị ạ. Và chiếc xe này hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ với dưới 730 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe siêu siêu lướt.